Sau thành công ở mùa giải đầu tiên, chương trình Người Mẫu Nhí Việt Nam mùa thứ hai do hãng phim Hoàng Thảo phối hợp với hãng phim Việt Nam, Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi sao tổ chức chính thức được khởi động. Chương trình Người Mẫu Nhí Việt Nam Modern Kids Việt Nam 2019 dành cho các cháu trong độ tuổi từ 3 đến 15 tuổi là công dân Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Với phiên bản chương trình truyền hình thực tế, các thí sinh dự thi phải trải qua rất nhiều thử thách. Các người mẫu nhí đạt tiêu chí sẽ được nhà sản xuất đào tạo huấn luyện và trang bị các kỹ năng kiến thức chuyên môn bài bản để các thí sinh người mẫu dần dần hoàn thiện và trở thành nghệ sĩ nhí chuyên nghiệp. Các thí sinh được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau qua các vai được nhà sản xuất giao cho trong các dự án phim quảng cáo, phim ca nhạc, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim video. Có thể được chọn làm người mẫu chụp hình quảng cáo cho nhiều sản phẩm, nhãn hàng, thương hiệu khác nhau. Đặc biệt, chuỗi thử thách này được xây dựng từ đơn giản đến phức tạp. Nhà sản xuất đưa ra đòi hỏi các thí sinh nhí phải tập trung cao độ, thể hiện bản lĩnh, sức chịu đựng để vượt qua những chướng ngại vật do đạo diễn quy định. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 30 tháng 11 tại Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi sao Việt Nam. Sẽ có các giải quán quân, giải nhì, giải ba, giải triển vọng, giải đặc biệt và nhiều giải phụ.